Đây cô chủ nè, xinh chưa? Rất là xinh ha. Đây là sợi lạ ha. Sợi này em tự nhò, tự làm luôn. Ồ. Này là em tình cờ đi ăn thấy ngon nó. Đó. Dạ không, em đi làm bếp, em làm có 5 năm lận. Sau em làm bếp Á rồi em chán xong rồi em cũng muốn thử may mắn. À. Nên là em bỏ ra em bán thời gian đầu cũng ngày em bán được 5 tô. Ngày đầu á. Không ai biết thế. Em tính bỏ cuộc tới 100 lần lận. Rồi. Cứ mỗi lần như vậy thì kiểu em lại nghĩ là ngày mai nó sẽ khác. Kiểu cố gắng vậy thôi. Em thấy râu rồi chuyên nghiệp. Ok rồi nha. Mà cái màu này là màu của gì vậy em? Dạ màu của dầu điều quá. Màu luộc nên là nó trong. Tại vì em phải trộn cho nó không đẹp dính. Cho không dính nữa. Hả? Mới đầu anh nghĩ đây là một món ăn vùng miền không em? Dạ đúng rồi, cái này thường thường là người miền Trung là người ta sẽ thích ăn Huế hay là Phan Rang, Bình Định gì đó, người ta sẽ thích cái món này. Trời ơi. Đó, cái này là ở nhà làm á cả nhà. Ông ý là màu điều bỏ vô. Màu điều. Nó chín cái nó trong veo rồi. Ờ bây giờ cô cho vào nấu nè. Bánh canh bột lọc dai. Trời ơi. Đó đây là sợi bánh canh bột lọc dai. Đó nhìn nó dẻo ha. Dẻo dai kìa. Món này nếu mà ai mới lần đầu ăn thì sẽ thấy lạ. Nhưng mà nếu mà ăn quen rồi thì sẽ ghiền á. Ôi sợ bánh canh nè. Wow nhìn nó trong luôn á không? Giống như nhìn trên xuyên suốt. Rồi bên cạnh đó là một khoanh giò. Thấy một khoanh giò như vậy mà có 8 ngàn thôi. Đây mình thử cái sợi này nha. Dẻo quá hả? Dai. Thấy không? Quá đã. Hello, chào mừng các chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Funny Hùng đây. Và cả nhà ơi, hôm nay là mình đã phát hiện ra một cái quán ăn mà bán món này rất là lạ. Nào giờ mình chưa thấy luôn. Đó là món bánh canh, nhưng mà bánh canh bột lọc, mà cái sợi bột lọc này cũng là nhà làm. Và bên cạnh đó là có một cô chủ rất là xinh đẹp nha. Nên mấy anh em nào mà ở gần khu vực này thì ghé qua ăn để thưởng thức cái món ngon của bên quán của bạn nha. Đó, thì ở đây là nè, bánh canh bột lọc cô Hoa. Thì cô Hoa là mẹ của bạn này. Thì lát nữa mình sẽ cho cả nhà chiêm ngưỡng nhan sắc của bạn này. Sợi bột lọc tươi 100% nhà làm luôn nha. Không mà thật sự khi mà mình nhìn cái sợi đó thì mình cũng nghĩ là chỉ có nhà làm thôi. Đúng chứ rồi. Mình cũng không nghĩ là mua ở đâu hết. Đó mà địa chỉ ở đây là ngay một cái góc hẻm 30 Đỗ Nhuận nè. Đó. Còn ở bên đây là số 29 đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Bây giờ này thì đường rất là đông tại vì giấc chiều người ta tan ca ra về cả nhà. Và đây là không gian ở bên quán cho cả nhà xem nha. Nè. Mà cô chủ đâu rồi em ơi? Đây cô chủ nè, xinh chưa? Rất là xinh ha. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25. Ồ 25 rồi. Bà có gia đình chưa ta? Dạ em chưa có gia đình. Trời ơi. Các anh em ơi, cô chủ chưa có gia đình. Thì em ở đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ em? Dạ em bán từ 4 giờ tới 9 giờ tối. À là đồ ăn là sớm, tầm 8 giờ em cũng mới hết rồi. Ồ vậy hả? Đó thì mình bán anh thấy là cái là bánh canh bột lọc mà nhà làm. Dạ. Là cái sợi đó nằm ở đâu em? Dạ đây, đây là sợi bánh canh. Đó đây nè, sợi lạ ha. Sợi này em tự nhò tự làm luôn. Ồ. Này là em tình cờ đi ăn thấy ngon đó. Đó. Nhưng mà kiểu như của người ta là cái bột lọc nó tròn á. Dạ. Còn ở đây cái sợi của mình là nó dẹt dẹt. Dạ tại vì cái máy cán mình nhồi bột xong rồi mình cán máy rồi mình cắt thì nó sẽ ra sợi này. Đó. Còn tùy cái máy thì cái máy cắt ra sợi tròn thì nó sẽ là sợi tròn. À. Mà cái màu này là màu của gì vậy em? Dạ màu của dầu điều quá, màu luộc nên là nó trong. Tại vì em phải trộn như cho nó không đẹp. Dính. Dạ, đúng rồi. Cho không dính nữa. Hả? Là ngoài mua dạ, mình nấu ăn liền như vậy em để bánh đi. Đây bên đây là có một người ăn bánh canh bột lọc dai nè. Mới đầu anh nghĩ đây là một món ăn vùng miền không em? Dạ đúng rồi, cái này thường thường là người miền Trung là người ta sẽ thích ăn Huế hay là Phan Rang, Bình Định gì đó, người ta sẽ thích cái món này.
ha. Này ăn nó dẻo lắm luôn á. Dẻo và dai. Nó giống như bánh bột lòng của mình. Ủ đồ nhìn cũng hấp dẫn nè. Thấy là có món giò. Rồi à. À, đây có cái menu. Ở menu cũng dễ thương quá à, giống cô chủ. Giá bình dân nè. Tô thường là chỉ có 27.000. Là có chả cá mọc sụt trứng cút. À, có xương nữa là 35 ha. Ngoài ra là mình có thể gọi những cái phần thêm á. Chả cá nè, mọc thêm nè, bánh canh thêm. Ở đây đặc biệt là có cái chả cá Nha Trang loại 1 là 130.000 một ký cả nha. Còn mọc sống á, là 200.000. À, bên trong là nha. Mình bán ở đây được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ em bán được hơn 1 năm rồi, từ tháng 3 năm ngoái. Bán như vậy thì khách đến ăn người ta có quen miệng không ta? Tại vì món này anh thấy lạ. Dạ có nhiều khách quen. Em à, không có nhiều khách quen. Em bán ở đây thì có anh nào trồng cây si mình chưa? Dạ chưa. Kiểu như em phải để ý. Kiểu như em thấy em lo bán thì em không có cái anh. Trời ơi, quá là đảm đang luôn cả nhà ơi. Nói chung là em đang còn cái tuổi rất là trẻ luôn mà em có thể đứng ra bán và tạo ra những cái món ăn rất là ngon và lạ như vậy nè. Thì em rất là giỏi. Giỏi ghê luôn á. Dạ em tính rồi nha. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Đây là cái chả cá Nha Trang nè em. Tô này là tô chả cá không hả? Dạ đúng rồi, có nhiều khách ăn chả cá không. Chả cá không, mọc không cũng 27. À, ngoài ra là còn có bánh canh bột gạo. Đó, ai muốn ăn bột gạo thì mình ăn bột gạo ha. Còn có bột lòng này là kiểu giống bánh canh cua. À, đây là bột lòng hả? À. Cái loại này thì mình hay thấy. Dạ đúng rồi. Ừ. Ủa cái này sao mình phải nấu riêng vậy em? Dạ tại vì kiểu nếu mà hồi đầu em mới bán cũng chậm. À. Nên là em phải để từng tô để nấu hoài nó sắc xuống. Với lại mấy cái bánh này mình bỏ vô là nó sẽ bị sệt nước, nó đặc nước lại. Đó cả nhà. Với lại nó khét nồi nữa. Cho nên là phải nấu riêng. À chào anh. À, anh chào chị. Rồi, đây có hai anh chị cũng hay coi clip mình. Quay nhậu luôn hả? À, mấy anh nhậu vui nha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cái tô đầy luôn kìa. Em cái tô như cô đó mới bê lên là bao nhiêu tiền ta? Dạ tô đó là 32, tại vì 27 thì bạn cho thêm 5.000 chả cá. Cho thêm 5.000 chả cá. Dạ đúng rồi. Chả cá cứ một miếng này là 1.000. Em cứ tính gì cho nó dễ. Tại cắt cũng đều ha. Em sợ bánh canh gì á? Bánh canh dài, đa số là người ta hay ăn bánh canh dài. Dạ, vậy là em thành công rồi đó. Mẹ ơi, lấy thêm một chén trầu không? Không. Hồi đầu em bán có một mình sợi này thôi, xong rồi khách vô ta ăn. Tại vì ở khu này cũng là người miền Nam á, ta ăn không có quen. Ta kêu là sợi này ăn không nuốt được, tại cái gì nên là nhiều người ta sẽ ăn, em phải bán thêm bột gạo với lại bột lọc. Nó có nhiều sự lựa chọn hơn. Ôi, con giò to quá. Cái này là em nấu riêng từng tô luôn. Dạ đúng rồi, nấu riêng từng tô luôn. Cái nào cũng nấu riêng từng tô. Tại vì nếu mà nấu đây là mẹ của em hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, đó đúng rồi. Bởi vậy là nhìn hai mẹ con có nét giống nhau. Cô Hoa hồi còn trẻ chắc cũng sắc nước hương trời luôn á. Dạ. Đó có gì cả nhà ghé qua ủng hộ hai mẹ con của cô Hoa nha. Bánh canh bột lòng và có luôn bột gạo nữa. Bột lòng luôn. Bột lòng, bột gạo với lại bột chay. Đây đồ ăn nè cả nhà. Đó có chả cá Nha Trang loại 1. Rồi mọc, mọc này là có sụt, trứng cút với lại xương. Đó món ăn đơn giản vậy thôi cả nhà. Khách bây giờ đông ghê luôn nè. À buổi chiều khách đông lắm. Đặc biệt có con 7.000 một bộ. Đặc biệt có con 7.000 một bộ.
giòn. Ở bên kia là cái nồi nước lèo. Đó, khi mà em nấu là từng nồi nha cả nhà. Đồ ăn là cũng được bạn bỏ vào nấu cùng luôn cho nó nóng. Quán mình là có ai quay clip cho em? Dạ em có đợt có cái bạn TikTok mà đào đi ăn á. À. Bạn 5.000 luôn. Bạn tới bạn cũng xin chúng ăn vậy thôi em quay. Ok. Tại vì mình thấy món này cũng lạ lắm cả nhà ơi. Cái xoài này nó có màu chứ, nhưng mà khi nấu á, bỏ vào nấu thì nó sẽ hết ha. Nó trong lại. Trời ơi. Đó, cái này là ở nhà làm á cả nhà. Đây là nhà làm. Trong nghề giờ mang ra cái mình mới luộc lên. Dạ. Rồi làm sao nó có được cái màu đó cô? Màu điều quá. Không, ý là màu điều bỏ vô. Màu điều. Nó chín cái nó trong veo rồi. Dạ. Dạ bây giờ dạ, con. Đó. Chị thấy cái món chả cá Nha Trang này cũng giống như một cái đặc trưng của miền Trung á. Vậy em đến từ đâu? Dạ em từ Sài Gòn. À em người Sài Gòn. Em người Bắc. À. Cháu em người Bắc. Em không liên quan gì đến món này á. Nhưng mà em lại nấu món này đó. Dạ đúng rồi. Ừ. Nhà mình có đào đúng không? Dạ đúng rồi, nhà em có đào. Trước đó thì em đi học đại học hả? Dạ không, em đi làm bếp, em làm có 5 năm lận. Sau em làm bếp Á rồi em chán xong rồi cái em cũng muốn thử may mắn. À. Nên là em mở ra em bán, thời gian đầu cũng ngày em bán được 5 tô. Ngày đầu á. Không có ai biết thế. Ồ. Cái em bán cái thời kiểu khác người ta ăn quen, người ta quay lại. Đó cả nhà. Một cô gái học bếp ha. Trời ơi, học bếp cực lắm em ơi. Đó thì sau một thời gian thì bây giờ là cái lượng khách cũng ổn định em ha. Dạ. Chứ ngày đầu là có 5 tô thôi đó cả nhà. Dạ. Mà chị thấy em khởi nghiệp nó cũng khá là thành công á, em có muốn gửi cái gì đó đến cho mọi người xem clip để có động lực khởi nghiệp giống như em không? À. Em tính bỏ cuộc tới 100 lần lần. Rồi. Cứ mỗi lần như vậy thì kiểu em lại nghĩ là ngày mai nó sẽ khác, em kiểu cố gắng vậy thôi. À. Không biết là mình phải làm gì tiếp theo nữa. Anh nghĩ là em cứ cố gắng làm món ăn ngon thôi, là đó cũng là cách để gửi đến cho người ta động lực rồi đó. Đúng rồi. Hồi đầu em mới làm phi mua sẵn, xong rồi luôn. Dạ, cái rồi em tận phi. Trời ơi, đây là cô gái này là chuyên và làm bếp luôn cả nhà ơi. Đúng rồi, thấy em thấy rau rồi thấy. Chuyên nghiệp. Ok rồi nha. Nên các em nhập phụ đến ăn nào. Chỉ là anh thôi hả, không có chuyện với ăn. À ha. Ờ, mới nói thêm là các cô các chú luôn, tại vì món này em nghĩ là sẽ phù hợp với rất là nhiều người ha. Mà sau clip này là các anh đến ăn đông hơn em. Cho vô. Chắc là bây giờ mình cũng gọi món luôn đi. Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ gọi một tô bột gạo và một tô bột lọc dai. Còn cái bột lọc kia thì bình thường rồi. Cái đó thì mình hay ăn rồi. Đó, bây giờ cô cho vào nấu nè. Đẹp quá anh ha. Cái mỗi lần là nấu một ít thôi chứ không có nấu hết. À đúng rồi, tại vì mình nấu nhiều quá chứ không dính thôi. Dạ. Đó, mỗi lần là nấu nhiêu đây thôi, khoảng nhiêu đây thôi. Nhưng mà anh nhìn cái sợi rất là đều ha. Ờ. Rất là đều, rất là đẹp, bếp tự làm rất là đẹp. Bánh canh bột lọc dai. Nè, cho cả nhà coi cái bịch nè. Oh. Mình còn thấy những cái bột luôn á. Em tự làm. Ừ. Rất là khéo. Trộn lên. Phải trộn bằng cái mùi đó. Đúng rồi. Nó dính mắt. Dạ. Nên là nó dính mắt xuống xong. Nó bị ít nước rồi. Mình không có nấu được nhiều. Quên mọi bữa để nhiều nước không nấu nhiều. Bữa nay bị mũi bàn tới. Quên đầu quên đuôi. Dạ. Nên không lấy được nhiều nước, giờ nếu mà mình nấu nữa là nó sẽ bị không có chín được. Dạ. Nấu như vậy thì khoảng bao nhiêu lâu thì nó sẽ chín được chị cô? Tầm 10 phút. 10 phút. Hả? Dạ mẹ đó cũng sắp hết rồi đó, nên là cô nấu mẹ này. A few minutes later.
Trời ơi. Đó, đây là sợi bánh canh bột lọc dai. Anh thiếu rồi, nhà làm nữa nha. Nhà làm. Nè. À, bây giờ mình sẽ trộn lên đúng không? Wow, nóng hổi luôn á. Đó, nhìn nó dẻo ha. Dẻo dai kìa. Giờ này giờ cao điểm, cho nên là quán hai mẹ con làm không kịp luôn á. Tô bánh canh thì hôm nay thì cả nhà cũng đã thấy được là em đã phát triển được như thế nào ha. Nãy giờ mình thấy lượng khách rất là đông. Ngày đầu thì ngồi chơi còn bây giờ thì làm liên tục. Bây giờ là không có thời gian hỏi luôn á. Em xem không làm hai cái bếp em. Dạ tại trời mưa gió nóng hổi tạt nước nó tích điện hư. Hư một cái dạ, nên là có một cái. À, bây giờ em còn dạ. Cái nó lay hoay nãy giờ mới kịp khách đó cả nhà. Nhưng mà nãy giờ mình có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi em, nhưng mà em làm lay hoay mình không dám hỏi sợ em sẽ quên. Thôi thì ai muốn biết thông tin gì thêm thì cứ đến đây ăn ha. Rồi mình có thể hỏi riêng em nha. Ủa anh thêm một khoanh giò bự như vậy luôn là bao nhiêu ta? 7.000 hả em? 8.000. Là nguyên một khoanh bự luôn á. To lắm. Mua rẻ, mua lẻ là khác nha. À, nếu mà mình ăn cái tô bày thì khuyến khích cả nhà nên ăn tô đầy đủ. Ui anh thì cái khoanh giò trong kia kìa. Đó. Ok ha. Nhắm rồi đó. Giò nóng mỗi ngày người ta chặt nó không có cùng size được. À. Chặt sẽ có cục to, cục nhỏ, nhưng mà thường thường là em sẽ yêu cầu là 1 kg sẽ là bao nhiêu cục đó. À. Thì sẽ có cục nó chặt. Giò này là giò nóng á. Ừ. Nè, đổ vô nè. Trời. Trời đang mưa mà ăn một tô bánh canh nóng thì mà mình thấy một tô ở bên bạn làm á là đầy luôn á, đầy cái tô luôn á, thấy không cả nhà? Nãy giờ em thấy là đã qua khoảng tầm 10 phút rồi mà bé vẫn nhớ là bán cái gì lấy gì luôn. Ừ. Ăn không ăn nằm, không ăn ngò, không ăn tiêu, không ăn này kia là phải nhớ hết. Tại vì phải thích nghi thôi, bán đông khách mà nhanh vậy nữa cho nên là phải nhớ hết. Chứ không là bạn sẽ bán không kịp. Làm bếp phải nhớ bill để em làm. Phải nhớ bill để em làm chứ không nhớ bill không đây. Nè cô trộn nè, cô trộn. Nấu luôn chưa hay mình để nước riêng. Thôi thôi. Đây là cô trộn thêm dầu điều cho. Ừ. Dạ 70 có hết. Nặng quá cô. Kiểu như nó bị dính rồi đó. Nó dính vào nhau quá cho nên nó cũng dẻo. Nó dẻo á. Trời ơi. Món này nếu mà ai mới lần đầu ăn thì sẽ thấy lạ. Nhưng mà nếu mà ăn quen rồi thì sẽ ghiền á. Anh ăn một tô bột lọc dai với một tô bột gạo. Dạ. Khách tới đây là em biết được hai loại luôn nha. Đồ giò ăn tranh thủ nha chứ không là hết nè. Sắp hết giò rồi kìa. Xương bây giờ. A few minutes later. Thôi sợ bánh canh nè. Wow, nhìn nó trong luôn á không? Giống như nhìn trên xuyên suốt. Dạ bánh canh dẻo á. Dạ. Bán bạn này nói là mới đầu bạn bán có 5 tô ngày đầu. Bây giờ khách như vậy quá ok rồi. Cái này em nhớ giống bánh canh nào không? Mà bánh canh cá lóc bữa hôm nay, bánh canh cá lóc Huế đó. Cái màu chơi giống không? À, cái sợi nè, sợi giống sợi. Ừ, bột gạo. Ồ. Cái này thì ăn mắm y, mắm mặn á. Chén nước chấm nhìn khiêm tốn ha. Cái này sao mà lát nữa chấm cái khoanh giò này đây. Muốn thì ăn thêm ớt. Và bắt thêm một tí chanh vào. Chay đấy. Ở đây là còn có thêm một rổ rau để ăn kèm nha. Trời cả nhà ơi, thì hôm nay là mình đã gọi ra đây hai tô. Tô này là tô 27.000 để mình cho cả nhà so sánh, để cả nhà biết là nên gọi tô nào. Tại vì tô 27 nhìn nó rất là kiểu như đơn điệu thôi, những món ăn cơ bản thôi. Nhưng mà nếu mà cả nhà gọi cái tô 35 á,
Nè thì sẽ có đồ ăn nè, nhiều ha, đồ ăn nhiều nè. Và bên cạnh đó là một khoanh giò. Thế một khoanh giò như vậy mà có 8.000 thôi, cả nhà tưởng tượng nổi không? Rất là to luôn nè. Ok, thì giờ mời cả nhà thưởng thức món bánh canh bột lọc dai cùng với mình nha. Rồi mình ăn tô bánh canh bột gạo trước đi. Đây. Cái này em thấy là mời cả nhà. Hồi nãy giờ cũng có rất là nhiều khách gọi là chả cá không. Vậy thì em nghĩ chả cá ở đây nó cũng sẽ có một phần gì đó đặc biệt. Ờ, chả cá Nha Trang người ta gọi thêm mấy cái chén á. Rồi mời cả nhà nha. Không phải là bông dưng mà tự nhiên lại ngon như ai lại đông như này. Ừ. Phải ngon mọi người mới bảo nhau, kháo nhau. Đó. Không phải bông dưng mà tự nhiên cô siêu đào bông ra đây ăn. Vì em đi học á. Khách hàng quen thuộc. Cái vị nước lèo của cả nhà, nó kiểu như nó hơi mặn mặn một xíu, cho nên nó cái hương vị nó đậm đà lắm và nó thấm cùng với lại cái sợi luôn, cùng với sợi bánh canh luôn. Đó. Thơm của mùi hành phi và rau thơm. Đây, mấy anh em lo nhìn Hùng mà ăn nha, chứ đừng có nhìn rồi mình thử ăn cái chả cá nha. Ôi. Đây chả cá Nha Trang, cái này có bán lẻ 1 kg 130 ngàn nha cả nhà. Ăn không còn một giọt nước nào. Có, nè. Cô ăn hết luôn. Cô ăn hết không còn tưởng nước nào. Không còn nước nhiều luôn nè. Chém này, chém rau cũng hết luôn. Thêm này, rau thêm này. Ôi trời ơi. Hả? Uy tín chưa? Dạ. Họ quá uy tín luôn cả nhà ơi. Cô ăn là biết ở đây uy tín chỗ nào đúng không? Ừ. Bà già này là thầy ngon rồi. Đúng rồi đó. Tự nhiên cái khẩu vị sẽ hơi khó một xíu cô ha. Mà ăn như vậy thì chứng tỏ là rất là ngon. Tiếp nè. Đồ ăn còn ngon này, sạch sẽ này. Cá cả là phải trang 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 này. Nửa ký. À có nửa ký thôi. 2 miếng mà 130. 65 ngàn. Đó. Dạ. Ai muốn đây mua mình mua, em mua 1 ký như vậy nha cả nhà. 130 ngàn thôi. Nhưng mà thấy cái hành phi ở đây ăn thêm nó ngon lắm cả nhà. Vậy mà... ở đây không như mọc mọi chỗ đâu nha. Mọc ở đây là có thật sụn là ăn rất ngon. Ồ. Ồ mọc sụn. Thử thử luôn. Ồ có sụn gà hồi nãy bé nó ở cái hàng đây nó không có cho. Dạ. Ở đây là có sụn gà ngon lắm. Thấy không? Dạ. Cái mùi mập của heo nhưng mà cái mùi sụn gà mình ăn vào mình lại thấy cái mùi gà. Nè cái sụn nè. Thơm á. Đó. À bé trộn thêm cái này. Mọc rất là thơm luôn cả nhà ơi. Tết con mua mọc ở đây về dùng. Dạ, đó. Và em thấy là món mọc á là người Bắc ăn rất là nhiều. Ừ. Và đó cũng là bún mọc. Món là gọi là thường xuyên luôn á, không phải hàng ngày luôn á. Đúng rồi. Hồi đó quán cô gái gần nhà anh là cũng có bán món mọc đó, ngon á. Cô gái hả? Nhưng mà mình thích cái sợi bánh canh ghê luôn á. Ăn nó dẻo dai. Nhưng mà chắc là sẽ không dẻo bằng cái sợi bột lọc dai đâu. Cái này là bột lọc mềm anh. Ủa không, cái này bột gạo. Giờ mình sẽ qua cái sợi này. Ồ. Đó. Nãy giờ để mà còn bóng nói nha. Tại vì cái này á là nó có bột á, cho nên là nó rất là giữ nhiệt. Đây mình thử cái sợi này nha. Dài. Như hồi nãy em có chia sẻ là lúc đầu em chỉ bán có mỗi cái này thôi. Cho nên có nhiều khách nói là lớn tuổi, có nhiều người lớn tuổi người ta nói là ăn nuốt một cái đường. Tại vì nó dẻo quá. Nó dẻo và nó dai lắm cả nhà ơi. Thôi nhìn nó bự ở trong nè. Đây. Nè cả nhà. Thấy không? Nó mà dai luôn. Em thấy cái bột này mà chấm với nước mắm thôi cũng ngon nữa. Nước mắm và chua ngọt cái. Ha. À. Cái bột này ăn chấm với nước mắm chua ngọt ngon nha. Vậy là em nói vậy là giống như món mấy món Huế đúng không? Bánh bánh bột lọc rồi. Bột khuấy.
bột mà bột năng á mà mình khuấy lên á, xong rồi mình chấm với nước mắm chua ngọt. Nói chung là cái này á, do cái độ dẻo dai của nó rất là săn chắc luôn, cho nên khi mà mình ăn á, mình cái vị nước lèo nó hết rồi thì cái sợi nó vẫn còn, nên mình phải múc thật là nhiều nước lèo và mình ăn nó mới đã nè. Phải dùng lực nha. Và khi mà hết nước lèo, hết vị nước lèo rồi, mình lại múc nước lèo ra. Tối nay không biết là sao mà em cho mình tới hai viên mọc luôn. Đâu bên đây cũng được hai viên mọc mà. Vậy là một tô được hai viên mọc. Đây cho thêm đầu vô ăn nha. Có cái khoanh giò không là nó thiệt chiếm diện tích ghê luôn. Vậy thì anh xử nó đi. Xử luôn. Cái này tự nhiên mình thích cho vậy rồi. Đó. Mắm không? Thêm mắm rồi. Trộn lên. Wow. Ăn kiểu này nè. Trời ơi, từng cái nước mắm nó xuyên suốt vào những cái khẽ thịt, quá đã. Túi của cục thịt luôn á, ăn cái cục đó là em dọa tiếng án. Vừa có thịt mà vừa có mỡ. Nhưng mà cái cục thịt to như vậy mình chỉ cần bỏ thêm 8 ngàn thôi mà mình có thể ăn được cục thịt to như vậy rồi. Đó, nghe đúng không? Thêm cái bánh canh bột lọc dai nữa, rất là chắc luôn ấy nha. Chung đây cũng là một cái nét riêng ha. Đó. Mình có thể thử trải nghiệm. Nếu mà bạn nào không ăn được bột lọc dai này thì mình có thể gọi bánh canh bột lọc bình thường hoặc là bánh canh bột gạo ha. Người đúng như cái tên. Bột lọc dai. Nó dai hơn hai loại kia. Cực kỳ dai. Ừ. Nãy giờ khách vẫn cứ ra vào tấp nập. Mà không thấy anh nào vậy? Quán này sau clip này hy vọng các anh em nha. Ghé ủng hộ quán nào. Mạnh dạn lên đứng ủng hộ quán luôn. Nãy giờ thấy mấy bạn nữ mua không em thấy không? Đúng rồi. Này, chấm vô nha. Chả cá Nha Trang. Hết cái cục mập rồi quá. Thôi. Thì chả cá thì ngọt. Dài. Thêm nước lèo nữa. Ngọt rồi nha. Mọc suốt ra. Đó cũng là một cái đặc biệt ha. Đặc biệt ở đây. Giòn ra. Nãy giờ là mình nhai liên tục luôn á. Nó mới tiêu được cái sợi bánh canh này cả nhà. Nhai phải mặn. Nói chung này ăn cái món bánh canh này á, mình thấy được một cái câu chuyện của một cô gái học bên ẩm thực bếp. Nó đi làm 5 năm rồi và quyết định là ra mở quán. Và cái ngày đầu đi làm thì phải nói là gặp nhiều khó khăn cả nhà. Bán chỉ có 5 tô một ngày thôi. Nhưng mà cho tới điểm bây giờ thì sau những nỗ lực kiên trì của bạn, bạn nói là bạn muốn bỏ cuộc hàng trăm lần luôn á. Vì cực rồi, vì nhiều lý do. Nhưng mà cho tới thời điểm hôm nay thì bạn vẫn trụ lại. Và bạn đã có cho mình được một cái quán mà một cái lượng khách mà phải nói là cũng rất là ổn. Để mình bán vào cái giấc chiều ha. Chỉ bán từ 4 giờ chiều cho tới khoảng 8-9 giờ tối thôi. Nói chung là một câu chuyện cũng rất là hay của một cô gái ha. Wow, ăn hết hai tô của bên bạn no rồi cả nhà ơi. Nhưng mà bây giờ để mình ra cho cả nhà coi đi. Là bây giờ bên quán là bán cũng gần hết luôn rồi cả nhà. Ồ. Đó. Gần hết luôn rồi nè. Hết luôn rồi. Lâu là hết luôn rồi. Hôm nay chắc em bán không tới 9 giờ đâu em ha. Dạ. Giờ này là xong rồi đó. Dạ đó, giờ là xong rồi còn đâu. Còn rất là nhiều mọc. Mọc này ngon ghê luôn nè cả nhà. Anh nhìn nè, có sụt gà ở đây thấy không? Đó, mình nhìn đây mình thấy nè. Nói chung hôm nay mình đến quán của bạn quay thì trải nghiệm được cái món này rất là lạ luôn. Công nhận cái sợi bánh canh nó dai thiệt em. Dai thiệt. Đó. Đó, nhưng mà đối với những bạn trẻ như con ăn thì bình thường. Không, có nhiều bạn người ta mix hai cái lượng này. À, được luôn. Ồ.
À, này nãy mình không biết ha. Vậy là mình có thể trộn hai loại lại luôn cả nhà. Dạ không sao đâu con. Đúng rồi, lại vậy đó. Rồi bây giờ cũng hết luôn rồi. Ừ, to cuối nè cả nhà. To cuối luôn. Ơi cái mọc đó là em bán bao nhiêu một ký em? Dạ, em bán 200 một ký. Mọc đó ngon lắm cả nhà đến ăn thử đi, nếu mà ngon thì cả nhà có thể mua và. Sống mua chín gì cũng được hết. À có sống có chín luôn ha. Thì trước tiên là mình thấy món ăn là rất là ngon và có những cái món là nữa, kiểu như em tự suy nghĩ ra. Dạ. Do là em học bên bếp á, đúng không? Dạ. Đó. Bên cạnh đó là. Ủa. Em không suy nghĩ ra, em đi ăn. À. Em đi ăn em thấy ngon xong rồi dẻo rồi em mới nấu. Em suy nghĩ ra là chết luôn. À. Còn cái món mọc thì sao? Dạ mọc. Tôm mọc. Tôm chả, giết chả đi cũng được. Rồi. Dạ. Ồ hết nước lèo luôn rồi, tiếc quá. Ở đây có anh đang nhậu nè, là mình có thể gọi mấy món này nhậu là ok. Dạ, hả? Mọc này là em tự làm. Mà... đó, thì đây là món em nghĩ ra đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó. Này là em tự nghĩ ra. Trộn mới sụng quá cả nhà. Dạ đúng rồi. Một lần nữa ha, nếu mà cả nhà ở gần đây hoặc là tình cờ đi ngang qua đường Đỗ Nhuận nè. Đó, chạy ra ngoài kia là ngay đường Lê Trọng Tấn á. Thì cả nhà có thể ghé ngang qua để ủng hộ quán của bạn. Nhưng mà mình biết đâu mình sẽ kiếm cho mình được một món ăn ngon, một quán ăn quen thuộc ha. Rồi. Dạ em tên là Hà. Hà. Dạ. Cô Hoa. Cô Hoa. Em Hà. Bà em Hà ha. Đó, quán bánh canh bột lọc dai nha. Dạ ok. Rồi, nếu nhà thấy clip hay thì đừng quên cho mình một like, một share cũng như là một lượt đăng ký để clip được tương tác nhiều hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye.